nhằm nâng cao chất lượng cấp cứu ban đầu đối với nạn nhân tai nạn giao thông. Sáng nay ngày 25 tháng 8 tại Hà Nội, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã phối hợp với Bộ Y tế tổ chức hội thảo chuyên đề ứng phó cấp cứu sau tai nạn giao thông, vai trò cấp cứu ban đầu. Nếu làm tốt công tác sơ cứu, cấp cứu ban đầu, có thể sẽ giảm thiểu 20% số người chết vì tai nạn giao thông. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, yếu tố quan trọng nhất là cấp cứu cho người bị thương càng sớm càng tốt, trong vòng 1 giờ đầu tiên sau khi bị tai nạn, được coi là giờ vàng để cấp cứu nạn nhân. Hầu hết tử vong xảy ra trong những giờ đầu tiên sau tai nạn là do hệ thống hô hấp bị ảnh hưởng, hoặc đường thở bị tắc, hoặc do mất nhiều máu. Tất cả những vấn đề này đều có thể xử trí được nhờ sơ cấp cứu. Tuy nhiên hiện nay, việc cấp cứu xuất viện tại Việt Nam còn nhiều hạn chế. Nhiều trường hợp tử vong do không được sơ cấp cứu kịp thời, hoặc có sơ cấp cứu nhưng lại không đúng cách. Theo nghiên cứu của Viện Quân y 103, chỉ có 63,8% nạn nhân tai nạn giao thông được chuyển đến bệnh viện trong vòng 6 giờ đầu, số còn lại đến sau 6 giờ, trong đó có 8,2% đến sau 72 giờ đồng hồ. Bộ Giao thông Vận tải đang phối hợp với Bộ Y tế xây dựng hệ thống cấp cứu tai nạn giao thông trên đường cao tốc và trên toàn hệ thống đường bộ nói chung.